những ngộ nhận sai lầm của phụ nữ về chuyện quan hệ vợ chồng. Ngộ nhận đầu tiên đó là chờ đợi đến khi nào mình có hứng thú thì mới tham gia vào hoạt động tình dục với chồng. Khá hơn một chút thì đợi khi nào chồng đòi hỏi thì mình đáp ứng cho chồng. Nhưng có một sự thật là đợi các chị có hứng thú thì biết đến bao giờ, trong khi người đàn ông của mình họ lại có nhu cầu nhiều hơn như thế. Nếu như người chồng là người khởi động, đề xuất, mong muốn hay là phát tín hiệu là hãy vui vẻ với nhau đi, thì chị em hãy hưởng ứng. Thật ra đây là những cái giây phút rất hiếm hoi để vợ chồng có thể bên nhau, thể hiện tình cảm với nhau. Hứng thú không thể tự sinh ra mà mình phải biết tạo cơ hội, và đôi khi chính người chồng lại mang lại hứng thú cho mình. Ngộ nhận thứ hai của một người phụ nữ đó là luôn đặt lợi ích của người đàn ông lên hàng đầu. Em cũng chả thích thú gì đâu, nhưng mà anh ấy thích thế cho nên em chiều, mà lại không hề để ý đến cảm xúc của cá nhân mình. Đôi khi mình đau, mình khó chịu nhưng mà vẫn cứ chấp nhận, bởi vì mình mong muốn mang lại cái khoái cảm cho chồng. Nhưng thực ra người đàn ông chỉ đạt được khoái cảm cao nhất khi có sự tương tác thực sự và khi nhìn thấy sự thỏa mãn trên gương mặt của vợ mình mà thôi. Chứ còn nằm mà như chịu trận, nhăn nhó thì đàn ông họ thà không làm còn hơn.